cứ xem là ví dụ khách gặp nỗi đau như nào để marketing thay đổi cách chạy ấy, để đánh vào tâm lý khách hàng, đúng cái triệu chứng mà khách hàng gặp ấy. Ok không? Nào theo thực tế chúng ta ví dụ bên này chỉ vào comment 5 em hoặc 5 em thì xem là cái mét nào là hồi như thế nào, comment nào họ mua hàng không, hay là comment nào họ chỉ khả năng đi bao nhiêu phần trăm đi đấy, như thế anh em marketing nó sẽ đánh bài nào thì người ta đo lường được luôn, người ta tìm được kỳ khác người ta đánh, nếu mà hiệu quả thì cũng vậy đánh không cũng như là đâu thôi. Khách của em thì thường là bị viêm lết dạ dày và họ không sử dụng thuốc, nhưng mà họ chỉ quan tâm đến vấn đề là giá, và khi báo giá xong khách đã im, không phải là em có cái bài nào để xử lý vấn đề không? Dạ thì trong ngày thì em vẫn bán bài chăm thôi, thì khách chỉ xem thôi và khách không phản hồi nữa thì không biết. Còn nếu mà khách cho số điện thoại mà tìm trên WhatsApp mà có thì em sẽ liên hệ qua WhatsApp, mình có thể tư vấn lại trong đấy thì cũng có thể vẫn chốt được một vài khách trong trên WhatsApp. Chị em dùng cách nào xử lý về phần giá? Mình đánh giá không, mình hay hỏi là mình hay quên là nên điều trị sớm những tình trạng này sẽ để lâu chưa, nặng không thì bằng bao nhiêu một, chứ mình không chăm kiểu theo quá hình thức một nhà tự động thì chăm tay. Hỏi như thế thì lại phải phản hồi khách cao hơn, chăm tay thì người khách không mua thì khách cũng trả lời. Nên là bảo là tôi hiện tại chưa có tiền nên tôi chưa nhu cầu, vậy bạn sau ví dụ như tôi không mời được khách vào nữa. Em thấy là chăm tay phản hồi của khách nhiều hơn là chăm tự động quán. Chị thử làm nhé, thử thử cách đấy xem khách có phản hồi không. Ok. Được, chị Hương, chị Hương chia sẻ lại cái người khách hàng của chị. Với khách của chị Nhậm thì viêm lết dạ dày thì nó chỉ chiếm 40% thôi, còn của chị khách